Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Kênh của em Nguyễn Văn Thí là chuyên review về nhà đất, nhà phố, căn hộ biệt thự của thành phố biển Nha Trang và các huyện lân cận. Thì hôm nay thì em thấy tiếp tục đi review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất ở khu đô thị Mỹ Gia, chính xác là ở gói 7 với cái tên gọi là khu đô thị Mỹ Gia An Khánh. Em đang đứng ở phía chỗ đầu đường Võ Nguyên Giáp. Bây giờ thì trước khi đi vào lô đất thì em sẽ review phía bên này cho quý cô chú anh chị cùng xem. Ở phía trước này là con đường Võ Nguyên Giáp, một con đường huyết mạch của khu phía Tây của thành phố Nha Trang. Cái hướng đi xuống này là hướng đi về trung tâm thành phố. Từ đây đi xuống trung tâm thành phố phía biển Nha Trang thì tầm hơn 5 phút đi xe máy. Còn hướng đi lên là đi lên các cái xã ở khu phía Tây của Nha Trang như là xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, đi lên các xã Duyên An, Duyên Toàn, đi lên quốc lộ 1A. Từ đây lên quốc lộ 1A phía trên đó thì hơn 15 phút đi xe máy. Khu đô thị Mỹ Gia là một trong những cái khu đô thị rất là đáng sống của thành phố biển Nha Trang. Khu đô thị với tổng diện tích là gần 182 hectare. 82 hectare. Phía bên kia đường Võ Nguyên Giáp là gói 1, 2, 3, 4. Còn bên này là gói 5, 6, 7, 8 nè. Dạ vâng, xung quanh đây cây cảnh rất là nhiều, một không gian rất là đẹp và chill. Cái chỗ này là có chốt bảo vệ nhân quý cô chú chị. Chốt bảo vệ hướng đi vô khu đô thị, chính xác là đi vô gói 7. Đây, đi vô hướng này. Còn đi qua bên kia, cái chỗ tòa nhà lớn xanh xanh đó, đó là cái bệnh viện đa khoa Dệt Sinh Nha Trang nha quý cô chú anh chị. Vừa khánh thành hôm ngày 28 tháng 6. Sẽ sớm đi vào hoạt động và sẽ phục vụ cho bệnh nhân. Khối lượng xe đi lại đường Võ Nguyên Giáp rất là đông. Bây giờ thì em thấy sẽ mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em đi vô lô đất ạ. Vâng, cái vị trí lô đất ở phía sau tay của em ạ. Đây, phía sau chỗ mấy cái cục đá nha quý cô chú anh chị. Cái lô đất này với tổng diện tích là 100 m², ngang là 5 m. Cái lô đất này thì chủ đã ép cọc rồi nha quý cô chú anh chị. Ép cọc rồi. Lô đất này là với hướng là hướng Tây Nam nha quý cô chú anh chị. Một cái hướng buổi chiều thì nó hơi nắng một tí nhưng mà nó rất là mát, tại vì khu đô thị thì cây cối bây giờ thì cũng dần dần lớn rồi nên là khá là mát mẻ. Xung quanh tổng thể xung quanh đây, phía bên này là cái tòa 7 tầng của chủ đầu tư An Khánh. Cái tòa 7 tầng dạ vâng, cái lô đất này thì đã ép cọc rồi. Đây là cái mặt sau này. Sau nhìn về phía trước, view phía trước. Đây là toàn cảnh ở phía sau của cái tòa 7 tầng của chủ đầu tư An Khánh.
Thì gói 7 là với tổng diện tích là 27,07 hecta nha quý cô chú anh chị. Do chủ đầu tư là An Khánh làm chủ đầu tư. Hiện tại thì chỗ này thì ô tô đậu rất là nhiều. Xung quanh đây thì dân cư hiện hữu rồi. Tỷ lệ dân cư lấp đầy thì hơn 60% nha quý cô chú anh chị. Cái con đường ở phía trước lô đất là con đường số 55. Con đường này 18m. 18m. Đi lên trên kia vài bước chân thì có khu công viên. Giờ thì em sẽ vòng đi ra đây review cho quý cô chú anh chị cùng xem. Phía bên này là cái trục đường chính đi vô khu đô thị Mỹ Gia An Khánh. Đây là điểm nối giữa đường số 55 và đường 20, nên là cái trục đường chính này gọi là đường 20 nè. Đường 20 đó, đó là cái điểm lúc nãy em bắt đầu đi vô. Phía dưới này trong tương lai là sẽ hình thành trung tâm thương mại nè, trường học các cấp luôn, 1, 2, 3, trung tâm thể dục thể thao, chợ, vân vân. Nên là trường chính xác là họ đang san lấp mặt bằng nha quý cô chú anh chị. Đằng xa xa kia là những chiếc ô tô xe tải đang đổ đất san lấp mặt bằng, nên là sẽ sớm hình thành luôn. Rộng quá đây. Đó. Ở đây là cái mặt trước của cái tòa nhà của chủ đầu tư này. Bây giờ là em sẽ vòng đi vô lại. Ở đây thiết kế là một trệt, hai lầu, một tâm nha quý cô chú anh chị. Hiện tại thì giao dịch trên hợp đồng mua bán nha quý cô chú anh chị. Dạ vâng, còn về tiện ích dân sinh thì trong bán kính 2 km thì có đầy đủ hết nha quý cô chú anh chị. Có ủy ban nhân dân sẽ
Bình Thái nè, có chợ nè, chợ chợ nhỏ chợ lớn có hết, trường học các cấp vân vân, đầy đủ luôn. Đặc biệt là khu đô thị Mỹ Gia là một trong những cái khu đô thị rất là đáng sống nha quý cô chú anh chị. Dạ vâng, sau khi em giới thiệu sơ bộ về lô đất, em xin nhắc lại thông tin là 100m² với hướng là Tây Nam. Hiện tại là chủ đưa ra giá là 4 tỷ rưỡi, còn thương lượng. Sau khi quý cô chú anh chị xem qua video, thấy phù hợp để mua xây nhà ở tại vị trí này hoặc là đầu tư thì hãy inbox cho em. Em sẽ gửi thông tin và tư vấn cho quý cô chú anh chị. Dạ, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.